có tiền liền biến cường chương 241, phát sóng Bảo tàng quốc gia. Bảo tàng quốc gia là chương trình tạp kỹ đầu tiên của đài truyền hình tinh quang trong năm nay, thành tích tốt hay không đều ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của đài truyền hình, vì vậy vào ngày phát sóng, mọi người trong đài truyền hình bày trận sẵn sàng đón quân định. Ngay cả đầu cá muối lâm bắc phàm cũng bị hai nữ nhân kéo đến đài truyền hình, còn nói như thế này có thể dính chút may mắn. Ôi, các ngươi thật sự coi ta là linh vật sao? Kết quả vừa ông con mèo nhỏ đi vào đài truyền hình tinh quang, Lâm Bắc Phàm đã bị Dương Tử Nhi lôi đi. "Nào, nhanh đi uống rượu với ta." "Bây giờ cả người ngươi đầy mùi rượu, còn uống gì nữa?" "Không uống rượu ta sẽ căng thẳng." "Ngươi căng thẳng cái gì?" Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. "Hôm nay sẽ phát sóng bảo tàng quốc gia, chẳng may tỷ suất người xem của bảo tàng quốc gia không tốt thì phải làm sao bây giờ?" Dương Tử Nhi lo lắng nói. Lâm Bắc phàm trợn mắt, thật đúng là rảnh rỗi lo lắng lung tung, tỷ suất người xem có cao hay không, có quan hệ lớn tới mức nào với ngươi. Ta phát hiện ngươi thật quá quan tâm chương trình Bảo tàng quốc gia này rồi. Không chỉ tốn rất nhiều thời gian tiến hành thiết kế phối nhạc, còn quan tâm đến việc thiết kế vũ đạo của chương trình và những việc khác, bây giờ còn lo lắng chương trình phát sóng không tốt, cứ như lão mụ vậy. Dương Tửu Nhi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, thẹn quá hóa giận dương nanh múa vuốt nhào qua ta cho ngươi nói nhảm này ai giống lão mụ ngươi mới giống lão mụ buông tay buông tay buông tay kết quả dương Tử nhi sống chết không thả gần như treo cả người trên người lâm bắc phàm hai người dính chặt lấy nhau gần như cảm nhận được độ ấm trên da thịt đối phương còn có hơi thở nồng nặc mùi rượu nếu không phải ta là người đã có lão bà ta đã giải quyết ngươi ngay tại chỗ rồi lâm bắc phàm bất đắc dĩ nói ta uống rượu với ngươi được chưa? Vậy còn tạm được. Cuối cùng Dương Tử Nhi buông tay ra, phát hiện mình đang treo trên người Lâm Bắc Phàm khuôn mặt nàng đỏ lên, rất kiều diễm, sau đó nàng làm như không có chuyện gì xảy ra tụt xuống, nghiêm mặt nói, còn không nhanh đi theo ta. Thế là, hai người đến hầm rượu nhỏ trong không gian âm nhạc, vừa uống rượu vừa xem tivi. Lúc này, rất nhiều khán giả trung thành của đài truyền hình tinh quang đã sớm chờ trước tivi. Tất cả đều vì lúc trước đài truyền hình tinh quang đã tung ra ba tiết mục vương bài, không chỉ lấy được tỷ suất người xem cực cao, còn nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, còn thu hoạch rất nhiều giải thưởng trong lễ trao giải kim chung được quốc gia công nhận, vì vậy bây giờ thương hiệu của đài truyền hình tinh quang đã được đảm bảo. Chỉ cần bọn họ đẩy chương trình ra, không cần tuyên truyền giới thiệu gì cũng sẽ có rất nhiều người chú ý. Đặc biệt đây là chương trình giải trí đầu tiên được ra mắt trong đầu năm nay, trải qua thời gian nửa năm mới đưa ra chương trình thứ tư, khiến người ta đặc biệt chờ mong. Vì vậy, dù đây là một chương trình thể loại lịch sử, nhưng tỷ suất người xem mở màn không hề thấp, đạt đến 1.8%, tuy kém tỷ suất mở màn của mấy chương trình kia, nhưng vẫn có thể đè bẹp các đài truyền hình khác. Tuy Tiểu Triệu chưa đến 20 tuổi, rất trẻ, hắn ta đã là khán giả trung thành của đài truyền hình Tinh Quang. Nói đúng ra, cả nhà hắn ta đều là khán giả trung thành của đài truyền hình Tinh Quang cha mẹ hắn ta rất thích xem hai chương trình giải trí phi thành vật nhiễu phi nhĩ mạc chút nói là muốn học tập kinh nghiệm trước sau này giúp hắn ta tìm việc làm và tìm lão bà tốt nhưng tiểu triệu lại thích trù vương tranh phách hơn bởi vì chương trình này để hắn ta lĩnh hội được trù nghệ bác đại tinh thâm của trung quốc lĩnh hội được nền ẩm thực năm nghìn năm trung quốc hắn ta say mê lịch sử trung quốc lâu đời bây giờ đài truyền hình tinh quang lại đẩy ra một chương trình giải trí liên quan đến lịch sử khiến hắn ta vô cùng chờ mong, ngồi sẵn trước TV, chờ chương trình được phát sóng. Cuối cùng đã đến 9 giờ, Bảo tàng Quốc gia đã bắt đầu phát sóng. Theo tiếng nhạc trong trẻo êm tai như nước suối trong núi, vô cùng dễ chịu, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt tiểu triệu là phong cảnh núi non hồ nước tuyệt đẹp, khung cảnh chim xanh yên tĩnh kiếm ăn, đám nhóc trượt đuổi nô đùa vui vẻ và kiến trúc hiện đại xinh đẹp. Những cảnh tượng ấy, không một cảnh nào không nói lên cuộc sống tươi đẹp mà mọi người mơ ước. Trong lòng tiểu triệu nghi ngờ Không phải bảo tàng quốc gia sao Phát những thứ này làm gì Thế nhưng âm nhạc thật sự khá hay Tất cả cảnh đẹp từ xa đến gần Cuối cùng tập trung lại một cánh cửa lớn màu đỏ son Đúng lúc này Tiếng chung cổ chấn động mà chậm rãi vang lên Như thần chung mộ cổ Gõ vào ký ức lịch sử ở nơi sâu nhất Trong đầu hắn ta Cánh cửa màu đỏ son mở ra Cũng chậm chậm mở ra bức tranh lịch sử Tử cấm thành rộng rãi trang nghiêm, Vạn Lý Trường Thành nối từ đông sang tây, Thành Lạc Dương hùng vĩ. Theo những thăng trầm của câu chuyện lịch sử, nhịp điệu liên tục thay đổi, tiếng trung trầm thấp như gõ vào trung tâm của lịch sử. Những nốt nhạc rung động tâm can, như một cuộc hành trình mộng ảo thần kỳ, lại như một bộ phim sử thi quy mô lớn, phong cảnh cổ kính và tráng lệ nhẹ nhàng lướt qua, bức tranh văn minh hùng vĩ lần lượt hiện ra. Âm nhạc này. Âm nhạc này thật sự dễ nghe. Tiểu Triệu tự lẩm bẩm trong lòng tràn ngập sự rung động khó diễn tả thành lời. Nhất là lúc nhìn thấy từng cảnh của lịch sử cổ thành Trung Hoa, cảm giác tâm hồn của mình bị đánh thật mạnh, tự nguyện đắm chìm khó có thể tự kiềm chế. Đáng tiếc, đoạn âm nhạc mở màn này chưa đến 2 phút đồng hồ, khiến hắn ta nghe chưa đủ đã ghiền. Chắc chắn phải tìm bản nhạc mở đầu này để nghe lại. Lúc này, người bị rung động bởi âm nhạc mở màn này đâu chỉ có một mình tiểu triệu. Còn có rất nhiều khán giả ngồi trước tivi rung động bởi ca khúc khí thế hào hùng này, như có thể nhìn thấy được thăng trầm và sự hưng suy thay đổi của lịch sử Trung Hoa từ trong ca khúc mở màn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Ngay từ phần âm nhạc mở màn đã kinh điển như vậy, bọn họ càng đặt nhiều kỳ vọng vào bảo tàng quốc gia hơn, tỷ suất người xem nhẹ nhàng tăng lên, hơi vượt qua 2%, đạt đến 205. Lúc này hình ảnh xoay chuyển, cuối cùng đã quay về trường quay. Âm nhạc thay đổi, tiết tấu trở nên nhẹ nhàng. Tiết tấu này như sự kết hợp giữa những nhạc cụ du dương của Trung Hoa với sự cô động của âm nhạc thịnh hành phương Tây, cũng rất dễ nghe. Theo tiết tấu nhẹ nhàng, đủ loại ánh đèn thay đổi lập lòe. Vũ đạo thật sự xinh đẹp thời thượng, không giống chương trình lịch sử, càng giống chương trình giải trí dành cho giới trẻ hơn. So với vũ đạo truyền thống của các chương trình lịch sử, hiển nhiên người trẻ tuổi như Tiểu Triệu càng dễ chấp nhận điều này hơn theo âm nhạc dễ nghe và ánh đèn sân khấu thay đổi theo vũ đạo người dẫn chương trình mạnh tiểu phi mặc âu phục chững chạc đàng hoàng đi ra từ hậu trường lại là mạnh đầu trọc có lẽ chương trình này rất đáng xem mạnh đầu trọc đã là thương hiệu của đài truyền hình tinh quang không chỉ năng lực dẫn chương trình vững vàng hơn nữa có yêu cầu nghiêm khắc với chương trình chỉ cần nhìn thấy cái đầu trọc lóng lánh ánh vàng đã có thể chứng minh chương trình này không kém nhìn vào ống kính mạnh đầu trọc cất tiếng nói thuần hậu lại từ tính hãy để bảo vật quốc gia trở nên sống động. Đây là chương trình bảo tàng quốc gia đi tìm kiếm văn hóa quy mô lớn, chương trình do một mình tập đoàn thiên tử quan danh phát sóng. Mở màn khốc huyễn như thế, vừa nhìn đã biết đây là chương trình của người trẻ tuổi, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Cũng chỉ trên dưới 5.000 năm. Bốp 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 bốp, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Mạnh đầu trọc tiếp tục nói, ta là Mạnh Tiểu Phi, người hướng dẫn số 001 của Bảo tàng Quốc gia, danh hiệu này nặng đến mức nào, cùng nhìn chính nhân vật chính đang tề tựu ở đây, mọi người sẽ biết, bọn họ là. Bảo tàng cố cung đã sắp nghênh đón xuân xanh thứ 600 của tử cấm thành. Bảo tàng Thượng Hải bao gồm muôn vàng loại nghệ thuật của Trung Hoa cổ đại. Bảo tàng tổng hợp quy mô lớn đầu tiên do quốc gia đầu tư xây dựng, Bảo tàng Nam Kinh. Bảo tàng lịch sử và nghệ thuật nơi chứng kiến mô hình đa nguồn của nền văn minh Trung Hoa, Bảo tàng tỉnh Hồ Nam nơi bắt nguồn nền văn minh thời thượng cổ của trung hoa bảo tàng hà nam bảo tàng lịch sử thiểm tây xây dựng lại nền văn minh của bốn triều đại chu tần hán đường bảo tàng tỉnh hồ bắc tập hợp văn hóa kinh sở to lớn bảo tàng tỉnh chiết giang được truyền tụng là trường ca xuyên suốt vạn năm bảo tàng đầu tiên của trung hoa mới bảo tàng tỉnh liêu ninh nhìn thấy nhiều viện bảo tàng nổi tiếng dắt tay nhau mà đến như vậy đồng chí tiểu triệu kinh hải không hổ danh là tinh quang. Dù là một tiết mục lịch sử cũng cao như thế, lại có thể mời được chính viện bảo tàng lớn nhất trong nước, trâu. Thật là quá trâu. Đồng chí Tiểu Triệu bị chấn động đến trận mắt hốc mồm. Có lẽ ngươi không biết mấy viện bảo tàng khác có trình độ như thế nào, nhưng ngươi nhất định phải biết rõ viện bảo tàng cố cung. Mà có thể song song nổi danh với viện bảo tàng cố cung, thì trình độ của bọn hắn có thể kém sao. Cho nên, có thể khiến chính viện bảo tàng siêu cấp này liên hợp tham gia một tiết mục, lực ảnh hưởng như thế nào ngươi biết rồi đó. Đây cũng là một trong những bức cách của tiết mục này. Tuy tiết mục vừa mới bắt đầu, nhưng tỷ lệ người xem lại lần nữa bay lên cao, đạt đến 2.2%. Tuy tỷ lệ người xem đài kém hơn thành tích trước kia của Tinh Quang không ít, nhưng một tiết mục lịch sử lại có thể lấy được tỷ lệ người xem như vậy, đã có thể tính là tương đối khá. Đài truyền hình Tinh Quang Dương Tử Nhi đang vừa uống rượu vừa xem TV bỗng nhiên hỏi, hiện tại tỷ lệ người xem là bao nhiêu? 2.22%, đang dẫn đầu, cũng không tệ lắm. Từng. Dương Tử Nhi cúi đầu, một lát sau nhịn không được hỏi, ngươi nghĩ có khả năng đạt tới 3% không? Đề tài hạn chế, có chút khó khăn. Từng. Dương Tử Nhi lần nữa cúi đầu, sau đó lại hỏi, liệu có thể phát sinh kỳ tích không? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, uống rượu của ngươi đi. Lâm Bắc Phàm dùng ngón tay búng lên trán nàng. Bại hoại. Lúc này, trong tiết mục bảo tàng quốc gia. Mạnh đầu trọc giàu cảm tình nói, mỗi một bảo tàng đều là bảo khố ghen của văn hóa dân tộc, sinh mệnh quỷ tích của mỗi một di vật văn hóa đều khiến người khác phải thán phục, chính viện trưởng cùng nhau tỏa trấn, bọn hắn sẽ mở ra đại môn bảo khố bọn họ đã thủ hộ nhiều năm, thẩm định tuyển chọn 27 trọng khí quốc bảo. Trưng ra cho mọi người cùng thưởng thức tranh huy với Nhật Nguyệt. Là người hướng dẫn số 001 Bảo tàng quốc gia, ta cũng vì 27 quốc bảo mà triệu tập 27 người thủ hộ diễn dịch truyền kỳ kiếp trước, giải thích cố sự kiếp này. Nhưng mà, mỗi viện bảo tàng ba kiện quốc bảo, chỉ có một kiện có thể được đặt triển trong cố cung bảo tàng quốc gia. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể thông qua Weibo, bi chắc phía chính phủ tiến hành hoạt động bỏ phiếu cho bảo tàng quốc gia của tinh quang, xem quốc bảo nào có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này một phiếu của các vị đều cực kỳ quan trọng. Được trưng bày đầu tiên là ba kiện quốc bảo của Viện Bảo tàng Cố Cung, theo thứ tự là Thiên Lý Giang Sơn Đồ của Vương Hy Mạnh, đủ loại trục thải đại bình và thạch cổ. Thông qua phương thức giải thích diễn dịch hoàn toàn mới về kiếp trước và kiếp này của quốc bảo để biểu hiện ra vẻ đẹp văn minh lịch sử của quốc bảo. Tiết mục vững bước tiến lên, tỷ lệ người xem cũng chậm chạp kéo lên, bất tri bất giác liền đạt đến 2.5%. Xong quốc bảo thứ nhất, lúc người thủ hộ quốc bảo thứ hai đăng tràng, một người là thần tượng tân sinh, một người là ảnh đế có uy tín, đều là minh tinh được hoan nghênh vô cùng, tỷ lệ người xem lại tăng lên thêm một chút, đạt đến 2.8%. Nhưng nhìn bộ dáng, chắc chỉ có thể đạt tới 2.8%, không có khả năng cao hơn nữa. Tỷ lệ người xem như vậy cũng đã rất thành công rồi, nhưng so sánh với các thành tích trước đó, khó tránh khỏi khiến người có chút thất vọng. Ngoại trừ tinh quan chú ý tỷ lệ người xem tiết mục, các đài truyền hình lớn khác cũng chú ý bây giờ tinh quang và những đài truyền hình khác va chạm rất nhiều đã là đại địch của mọi người bọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để ngăn cản nó quật khởi không tiếc áp dụng thủ đoạn bị ổi thế nhưng khi bọn hắn biết rõ tiết mục này vừa mở màn đã có tỷ lệ người xem nghiền ép bọn hắn bọn hắn lại phiền muộn vô cùng khi bọn hắn phát hiện tỷ lệ người xem tiết mục này kém hơn các tiết mục trước kia của tinh quang bọn họ lại mừng rỡ vô cùng cho rằng cơ hội đã tới bọn hắn mặc kệ tiết mục này mang tính chất gì chỉ cần có chút tì vết bọn hắn sẽ dám bôi đen rất tốt đây là cơ hội rất khó có được chúng ta nhất định phải xuất thủ chèn ép bọn hắn xuống nhất định phải ngăn cản tinh quang nếu không sẽ không kịp nữa ngay cả làm một tiết mục lịch sử cũng lợi hại như vậy nếu lại để cho hắn tiếp tục chơi còn cần chúng ta làm gì nữa lần này nhất định phải ra tay độc ác bôi đen chết bọn hắn cho ta, khiến bọn hắn vĩnh viễn không thể xoay người. Tuy tiết mục bảo tàng quốc gia rất xuất sắc, nhưng chỉ có thể xin lỗi, ai bảo chúng ta là địch nhân. Các đài truyền hình lớn xoa tay, chuẩn bị cho tinh quang một đòn phủ đầu thật mạnh. Nhất là phó đại trưởng Vương Luân của Mango TV, hắn ta đang chuẩn bị phát động thủy quân đến bôi đen tinh quang, kết quả bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cúp điện? Các ngươi tới đây kiểm tra cho ta. Vương phó đại trưởng ngài chờ một lát, hiện tại toàn bộ đài truyền hình đều bị mất điện, ta đã sai người đi kiểm tra tu sửa. Không phải có máy phát điện dự bị sao? Dường như tuyến đường của nguồn điện dự bị cũng xảy ra vấn đề. Chờ. Vậy tiếp mục của chúng ta thì sao? Trong lòng Vương phó đại trưởng dâng lên dự cảm không tốt. Toàn bộ đài truyền hình đều mất điện, sao mà phát chương trình được? Đây là sự cố phát hình sắp xảy ra chuyện rồi vương phó đại trưởng đổ mồ hôi như mưa hắn ta sốt ruột đứng lên kết quả không cẩn thận đụng trúng chân bàn tầm một tiếng ngã trên mặt đất đầu rơi máu chảy kính mắt tan nát còn có phó đại trưởng blueberry tv trương vĩnh quyền hắn ta cũng đang chuẩn bị xuất thủ kết quả một vị lão đồng chí phụ trách phát sóng chương trình gần đây luôn cảm thấy tâm thần không yên luôn không cách nào nâng cao tinh thần mê man ngã vào bàn ngủ thiếp đi kết quả hắn ta không chú ý chạm đến một cái khóa khác tivi liền đen thui. Sau đó, khán giả đang xem chương trình của hai đài này đều mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Sao bỗng nhiên tối thui? Bọn họ có ý gì vậy? Đang đến đoạn gây cấn nhất, lại có thể làm như vậy với ta. Bị đài phát thanh và truyền hình phong đài rồi sao? Không xem được tiết mục này, thôi đi, đổi kênh khác xem. Thế là, người đang xem chương trình của hai đài truyền hình lớn lập tức di chuyển trận địa. Khung giờ vàng tối thứ sáu là thời điểm cạnh tranh kịch liệt, nhưng tiết mục đặc sắc lại đáng để xem thì chỉ có của mấy đài truyền hình kia, ngoại trừ Mango TV, Blueberry TV, Lit TV và Tomato TV, cũng chỉ còn lại mỗi Tinh Quang. Nhưng sở trường của Lit TV và Tomato TV không nằm trên chương trình truyền hình, cho nên ngay lúc này, đài truyền hình Tinh Quang Lâm Bắc Phàm đang uống rượu bỗng nhiên kinh ngạc nói: A à, tỷ lệ người xem lại có thể tăng trưởng đạt đến 2.9%. Làm sao làm sao, nhanh cho ta xem một chút. Dương Tử Nhi hưng phấn chạy tới, đoạt lấy điện thoại xem xét, sau đó lớn tiếng kinh hô, không phải 2.9% mà là 2.95%. Trời ạ, à, đột phá. Đột phá 3%. Sao lại tăng nhanh như vậy, chuyện này không khoa học. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt không tin nói. Nhưng đúng là nó tăng lên, kỳ tích quả nhiên đã xảy ra. Dương Tử Nhi ta mới là nữ thần may mắn. Dương Tử Nhi điên gọi. Đúng là gặp quỷ. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên. Lúc đầu mọi người cho rằng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, kết quả không nghĩ tới tỷ lệ người xem một khi dân lên liền không dừng được. Lúc đầu chỉ vừa mới đột phá 3%, kết quả chỉ trong nháy mắt lại đến 3, không sau đó là 3.10%. Cảm giác tự hồ có người thúc đẩy sau lưng, không có dấu hiệu ngừng lại tỷ lệ người xem muốn tăng hẳn đã sớm tăng không nghĩ tới sau khi chương trình được phát sóng hơn phân nửa chuẩn bị kết thúc mới bắt đầu tăng vọt phương thức tăng trưởng quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lúc này bạch thanh tuyết hưng phấn vọt vào lão công biết ngay là chàng đang ở đây chàng biết không tỷ lệ người xem đài truyền hình chúng ta bỗng nhiên tăng vọt bảo tàng quốc gia bạo hỏa chúng ta lại có thêm một chương trình truyền hình bạo hỏa ta biết ta vừa mới biết khi nãy. Lâm Bắc Phàm quơ quơ điện thoại, sau đó nghi ngờ nói, thế nhưng thật kỳ quái, vì sao đến cuối cùng tỷ lệ người xem mới bắt đầu tăng vọt. Hậu kỳ cũng không có điểm nào đáng để ca ngợi mà. Việc này thì ta biết, Vũ Thiên Mỹ cũng hưng phấn vọt vào, ôm điện thoại nói, bởi vì chương trình của Mango TV và Blueberry TV bỗng nhiên tối đen, khiến tiết mục chậm chạp không cách nào phát ra, vì thế toàn bộ người đang xem hai đài truyền hình này đều di chuyển trận địa đến đài truyền hình chúng ta, từ đó dẫn đến tỷ lệ người xem bạo tăng. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vì sao bỗng nhiên chương trình lại tối đen? Là trùng hợp hay là âm mưu? Vũ Thiên Mỹ tiếp tục lướt điện thoại, hưng phấn nói, Mango TV vừa ban bố thông cáo khẩn cấp, bởi vì công trình tổng bộ đài truyền hình biến chất, tuyến đường xảy ra trục trặc dẫn tới mất điện tạm thời cho nên mới xảy ra sự cố phát hình. Còn Blueberry TV đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì, có điều ta đã mua chuột nội gian, hắn ta vụng trộm nói cho ta biết là do nhân viên nội bộ gây ra sự cố, hiện tại đang khẩn cấp xử lý. Bởi vì hai đài truyền hình này bị xui xẻo, nên tin quan chúng ta cuộc khởi. Đột nhiên Bạch Thanh Tuyết hưng phấn ôm lấy Lâm Bắc Phàm, kích động nói, lão công, kéo chàng tới thật quá đúng. Chàng đúng là linh vật của chúng ta, Chàng đúng là thần may mắn của chúng ta. Yêu chàng, hôn hôn. Lâm Bắc Phàm bị nữ nhân nhà mình thổi lân lân. Vô cùng không biết xấu hổ đưa mặt lên, để cho nàng tiếp tục hôn hôn. Vũ Thiên Mỹ cũng rất vui vẻ, ta cũng cảm thấy tiểu nam nhân này thật quá may mắn, tự hồ chỉ cần có hắn ở, chuyện sẽ luôn phát triển theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Tựa như hành động đào góc tường lần này, dạo một vòng các đài truyền hình Kết quả hắn có thể đào trở về 43 nhân tài cao cấp. Còn có lần tại buổi lễ trao giải kim chung kia, chúng ta không giải thích được ăn sạch sẽ các giải thưởng hạng mục âm nhạc. Còn có lần đi mua phim truyền hình trước đó, gia hỏa này báo ra mức giá thấp nhất, lại có thể đánh bại các đài truyền hình, ôm phim truyền hình trở về. Mua một mảnh đất để trồng đồ ăn, kết quả lại ôm về một bồn tụ bảo. Mua một website phá sản để xem tiểu thuyết, kết quả bây giờ giá trị thị trường đã đột phá 60 ức. Ly kỳ hơn chính là hắn viết một quyển tiểu thuyết, lại vớt về 200 ức. Càng chưa nói, chung cư tình yêu và võ lâm ngoại truyện. Hai nàng thuộc như lòng bàn tay. Sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện, gia hỏa này đúng là con riêng của nữ thần may mắn, có khả năng còn là con riêng của thần tài, làm gì cũng có thể kiếm lời, giống như được trời cao phù hộ. Lâm bắt phàm tung bay, kiêu ngạo, bành trướng, cảm giác nhân sinh đã viên mãn. Nhưng ở trước mặt mấy phụ nhân, hắn vẫn muốn bảo trì hình tượng khiêm tốn bởi vì khiêm tốn khiến người tiến bộ thế là hắn khiêm tốn nói không nên nói như vậy kỳ thực cái gì ta cũng không làm ta chỉ tùy tiện chơi chơi mà thôi thật sự không lợi hại như các ngươi tưởng tượng cũng ví dụ như lần này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi tùy tiện chơi chơi đúng là ngươi rất tùy tiện kết quả lại kiếm bộn trùng hợp trên người ngươi trùng hợp nhiều lắm nói lời này ngươi tin không kỳ thực nói đến cùng vẫn là hắn dở trò quỷ lúc trước sau khi bốn phía đào người trước khi rời khỏi đài truyền hình hắn len lén bỏ lại mấy trận pháp những trận pháp này mang đến vô số phản ứng phụ khiến hai đài truyền hình vì vậy mà xui xẻo là trùng hợp cũng là tất nhiên nữ vương đại nhân ta cảm thấy về sau chúng ta có bộ phim mới hoặc tiết mục mới truyền ra cứ kéo hắn tới tọa trấn cam đoan một pháo mà hồng thậm chí là một pháo mà hỏa vũ thiên mị mãnh liệt đề nghị cực kỳ tán thành. Bạch Thanh Tuyết gật đầu tán đồng. Vào ban đêm, bởi vì hai đài truyền hình khác chưa thể sửa lỗi, khiến rất nhiều người xem đổi đài đến xem bảo tàng quốc gia của tinh quang, kết quả bọn họ phát hiện đề tài lịch sử của chương trình này rất mới mẻ, còn vô cùng thời thượng. Rất phù hợp với khẩu vị của người trẻ tuổi như bọn họ Thế là bọn họ tiếp tục theo dõi Hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế Vào đêm, tỷ lệ người xem bình quân của Bảo tàng Quốc gia là 2.78%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 3.35%, chương trình truyền hình đề tài lịch sử Bảo tàng Quốc gia Một pháo mà hỏa, trở thành chương trình truyền hình thứ tư bạo hỏa của Tinh Quang. Thời điểm vừa nghe được tin tức này, Mango TV và Blueberry TV tức giận đến mức muốn thổ huyết. Bởi đó là do bọn hắn tự tay đẩy tiết mục này đến trình độ bạo hỏa. Là bọn hắn để tinh quang lần nữa lấy được thắng lợi huy hoàng. Lúc tinh quan chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng, còn đặc biệt xấu xa phát thư mời đến hai đài truyền hình, kết quả nửa ngày vẫn không nhận được hồi âm. Đáng nhắc tới là, Bảo tàng Quốc gia không chỉ lấy được tỷ lệ người xem siêu cao, mà còn lấy được hiệu ứng danh tiếng to lớn. Ở các website đánh giá, chấm điểm phổ biến đều là 9 điểm trở lên, còn có lúc đạt đến 9.7. Dù là điểm số thấp nhất cũng 8.5 trở lên. Thực quá đẹp! chưa từng gặp chương trình truyền hình thể loại lịch sử nào đẹp mắt như vậy sáng tạo mới lạ lại vô cùng dễ xem còn có phương thức diễn dịch hoàn toàn mới khiến ta bất tri bất giác bị hấp dẫn nhất là ba kiện quốc bảo mỹ luân mỹ hoáng phía trên khiến ta cảm thấy kiêu ngạo vì lịch sử huy hoàng của dân tộc trung quốc ta rất thích bộ thiên lý giang sơn đồ kia thoạt nhìn sinh động như thật lại đặc biệt diễm lệ còn có các loại các dạng trục thải đại bình thể hiện trí tuệ của bách tính phổ thông ta thời cổ đại còn có idol ta mong đợi và ảnh đế đến làm người thủ hộ quốc bảo chẳng lẽ không người nào chú ý tới bài hát mở màn kia sao đại khí lại cổ điển nghe đến lòng ta đều chấn động rất nhiều người sung làm nước máy tự động tuyên truyền tiết mục này ngay cả phương tiện truyền thông chính thức của quốc gia nhật báo nhân dân cũng hiếm thấy tiến hành nhận xét một chương trình truyền hình lấy văn hóa làm trọng tâm dưới vỏ bọc truyền hình lồng thêm lời thoại dựa vào chương trình bảo tàng quốc gia Đài truyền hình Tinh Quang có thể triển lãm văn hóa quy mô lớn, giải thích ký ức lịch sử, tinh thần nhân văn và đại khí tượng quốc gia mà các văn vật ẩn chứa một cách sinh động, lấy quy cũ cổ nhân, nhờ diện mạo mới của thời đại. Thời gian sử dụng và phương thức hiện đại kích hoạt lịch sử sinh thành cổ lão, để quốc bảo lại sinh động. Khen ngợi bảo tàng quốc gia. Càng khen ngợi Tinh Quang. Đây là vinh hạnh đặc biệt to lớn thuộc về bảo tàng quốc gia, thuộc về Tinh Quang cực kỳ hiếm thấy phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng khen ngợi, khiến chương trình Bảo tàng Quốc gia càng thêm đi vào lòng người. Cùng nổi danh còn có khúc nhạc dạo đầu của Bảo tàng Quốc gia, một bài hát thuần sử thi Tinh thần Cố Cung. Đại khí, trọng lớn, bàn bạc, gần như phát họa ra sự hưng suy chập trùng của dòng lịch sử, để người ta bất tri bất giác say đắm vào trong, trong lòng thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Rất nhiều người hối thúc dưới trang web tinh quang, để bọn họ đăng bài hát đầy đủ lên cho mọi người nghe. Đồng thời tập đoàn Thiên Tửu còn liên lạc với Tinh Quang, muốn mua lại bài hát này xem như phối nhạc cho quảng cáo tiếp theo. Đối với thao tác này, Tinh Quang đã sớm quen thuộc. Cơ bản, mỗi lần Tinh Quang thả ra một bài nhạc mới, đều bị mấy tập đoàn này để mắt tới rất nhanh. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, bài nhạc thuần túy này được tập đoàn Thiên Tửu mua đứt với giá trên trời 2 ức. Kỳ thực thời điểm bảo tàng quốc gia được truyền ra bọn hắn đã để mắt tới bài nhạc mở màn này bởi vì bài nhạc này cực kỳ xứng đôi với một sản phẩm của tập đoàn hắn ta là rượu đế hoàng kim nhưỡng nồng độ cao mà bọn họ sắp ra mắt vừa nghe bài nhạc chấn nhiếp nhân tâm này lại vừa uống đế hoàng kim nhưỡng tự hồ ngàn năm biến đổi triều đại trong lịch sử đều dung nhập trong bài nhạc này dung nhập trong một chén rượu này đây quả thực là tuyệt phối cho nên bọn hắn không tiếc ra giá cao mua bài nhạc này sau đó Thừa dịp còn hót nhanh chóng chế tạo sản phẩm quảng cáo mới, đưa lên thị trường, mang đến hiệu quả nhanh chóng, âm nhạc và mỹ tửu đều đi vào lòng người, đơn đặt hàng vượt qua 50 ức. Đối với hệ liệt thành tích mà Tinh Quang lấy được, trong lòng những đài truyền hình khác chua chết. Trong đó, Mango TV và Blueberry TV còn ôm tâm lý chờ may mắn, cho rằng bảo tàng quốc gia bạo hỏa là vì gặp vận may, nếu như không phải do bọn hắn gặp sự cố phát hình, tiết mục này tuyệt không thể đạt tới trình độ hiện tại. Kết quả đến kỳ thứ hai, Bảo tàng Quốc gia vẫn lấy được lượt xem kinh thiên, tỷ lệ người xem bình quân đạt đến 2.88%, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 3.65%, vượt xa kỳ thứ nhất, lại một lần nữa nghiền ép các đài truyền hình khác. Thành tích kinh diễm như thế, khiến tất cả đài truyền hình khác câm miệng. Bảo tàng quốc gia có thể nói là ổn. Cùng lúc đó, đoàn làm phim đại kịch thường niên trù thần của tinh quang cũng bắt đầu xây dựng. Vài ngày trước, Lâm Bắc Phàm rốt cục cũng trăm cây nghìn đắng, chuyển thể cuốn tiểu thuyết, trù thần, thành kịch bản phim truyền hình, sau đó để mập mạp tiền đa đa đi dựng đoàn làm phim, chuẩn bị khai mạc. Đối với bộ phim truyền hình chưa được công chiếu đã hót này, tiền đa đa cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì bản thân hắn ta là một tên ăn hàng, bằng không hắn ta đã không ăn thành mập mạp như vậy, 90% thức ăn trong tiểu thuyết hắn ta đều đã ăn qua, còn dư lại 10% là vì mấy món ăn đó có yêu cầu quá cao, ngay cả trù sư trong khách sạn cũng không chắc có thể nấu ra được, chuyện này khiến hắn ta tiếc nuối vô cùng. Sư phụ, Mạo muội hỏi một câu, ngài biết Phạm nhân là ai không? Làm sao để liên lạc? Tiền Đa Đa đang nghe truyện trên TV audio CV liếm láp gương mặt béo ị, cực kỳ thô bỉ hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi. Mập mạp cười ha hả, càng thêm bỉ ổi, không phải là vì muốn tìm một miếng ăn sao? Nhất là mấy món kỹ thuật cao, có thể nhìn nhưng không thể ăn, hiện tại ta thèm đến hoảng. Chớ ăn, ngươi đã vậy còn ăn nữa thì tu tiên thế nào được? Bằng thể trọng của ngươi, cho dù muốn bay cũng không bay nổi. Ánh mắt Tiền Bàn Tử sáng lên, hô hấp dồn dập hỏi, "Sư phụ, rốt cục sư phụ ngài cũng đồng ý dạy ta tu tiên rồi sao?" Sau đó hắn ta ngẩng mặt lên trời hét to, "Ngao ta biết ngay mà ta biết sự kiên trì của ta không ổn phí ta biết dù ta khổ tận cam lai nhưng kiểu gì cũng có thể chờ đến hôm nay đối với tên mập mạp cả ngày nghỉ tu tiên này lâm bắt phàm triệt để bất đắc dĩ hắn bột một tiếng đánh thức tên mập mạp đang tự sướng quá độ sau đó nghiêm mặt nói không cần suy nghĩ lung tung trên thế giới này làm gì có tu tiên thành thật mà lao động cho ta việc ngươi cần làm nhất bây giờ là dựng đoàn làm phim tuyển thêm diễn viên sau đó đi quay phim cho ta. Quay tốt sẽ có thưởng lớn. Quay không tốt ta lột tầng mỡ này của ngươi. Tiền bàn tử bị dọa đến đầu rụt lại, nghiêm trọng như vậy. Ngươi nói thử xem. Lâm Bắc Phàm cười lạnh. Vậy sư phụ, thưởng lớn mà ngươi nói là gì? Tiền đa đa nhịn không được hỏi, đừng nói tới tiền với ta, hiện tại ta đã nghèo đến mức chỉ còn tiền, một mực nghĩ quăng ra ngoài cũng không có chỗ quăng, sầu não gia hỏa này lại trang bức. Từ sau khi gọi Lâm Bắc Phàm là sư phụ, cái khác không học được, trang bức lại ngày càng thâm hậu. Phần món ăn trong trù thần thế nào? Thời điểm đóng phim, tác giả cuốn tiểu thuyết trù thần Phạm Nhân sẽ đích thân cầm dao, nói không chừng ngươi có thể ăn tất cả thức ăn trong trù thần, quay không tốt ngay cả một hạt cơm ngươi cũng đừng nghĩ có thể ăn được. Có ăn, quá tuyệt vời. Tiền đa đa nhảy lên cao ba thước loại tư thế này có độ khó vượt xa năng lực chịu đựng của thân thể mập mạp quả nhiên mỗi một tên mập đều là người có tiềm lực nhất là khi có đồ ăn ngon bọn họ có thể lập tức chiến thắng thân thể bàn bạc của bản thân sư phụ chuyện dựng đoàn làm phim thì dễ rồi nhưng tuyển diễn viên lại khá phiền toái sư phụ yêu cầu diễn viên như thế nào ưu tiên những người có hình tượng phù hợp biết làm đồ ăn diễn kỹ xuất sắc những người còn lại hết thảy xéo đi lâm bắc phàm nghĩ nghĩ bổ sung chúng ta mở cuộc tuyển diễn viên quy mô lớn bất kể là người trong hay ngoài giới giải trí đều có thể tham gia ứng tuyển coi như thêm nhiệt cho phim truyền hình sư phụ cũng là người biết chơi tiền đa đa giơ ngón tay cái lên thế là hoạt động thử vai trù thần quy mô lớn lại bừng bừng khí thế được tổ chức sau khi tin tức được truyền ra giới giải trí sôi trào trù thần mở buổi thử vai quá khiếp sợ ta nhất định phải tham gia dành một nhân vật trong đó đây là siêu cấp đại kịch trị giá 200 ức, sau khi truyền ra chắc chắn sẽ là thần kịch, diễn viên trong đó tất nhiên sẽ nhất cử thành danh. Ta nhất định phải tham gia. Ta nhất định phải tham gia. Ta nhất định phải tham gia. Ta vẫn cảm thấy, nhân vật lưu ngang tin trong tiểu thuyết chính là vì ta mà chuẩn bị, trừ ta ra không thể là ai khác. Coi như không thể diễn vai chính, chỉ cần tham diễn bộ phim truyền hình này đã là thắng lợi. Đây là cơ hội của ta, ta nhất định phải nắm chắc. Ta có diễn kỹ, nhưng bây giờ thiếu sót chỉ là một cái cơ hội, trù thần chính là cơ hội cho ta. Rất nhiều minh tinh diễn viên trong vòng giải trí đều vô cùng động tâm, huống chi những người trẻ tuổi còn chưa tiến vào ngành giải trí. Sau khi tin tức được công bố, rất nhiều người trẻ tuổi giấu mộng minh tinh vạn phần kích động, bọn hắn đã coi bộ phim này thành cơ hội tốt để ngư dược long môn, nhất định phải nắm chặt, ngàn vạn lần không thể buông tay. Tin tức trù thần muốn chọn diễn viên thực sự quá chấn động, chưa tới một ngày, trên website của đài truyền hình tinh quang đã nhận được hơn vạn bộ lý lịch sơ lược, suýt nữa khiến server bị tê liệt. Kết quả ngày thứ hai càng nhiều hơn, đạt đến 2 vạn. Ngày thứ ba lại lập nên độ cao mới, đạt đến 5 vạn. Thời gian báo danh là 10 ngày, dựa theo tốc độ tăng trưởng như vậy, cuối cùng số lý lịch sơ lược tinh quang nhận được sợ rằng phải vượt qua 30 vạn. Nhưng không ngờ, Lâm Bắc Phàm còn đánh giá thấp sự nhiệt tình của đại chúng, Cuối cùng lý lịch sơ lược đạt đến khoảng 50 vạn. Trong đó đến 5 vạn người đã tốt nghiệp chính quy hoặc đã có kinh nghiệm đóng phim diễn kịch. Còn dư lại tất cả đều là thiếu nam thiếu nữ lòng ôm mộng tưởng, muốn bước vào giới giải trí. Đương nhiên, cũng có một vài người bình thường không chịu thừa nhận mình đã già, cũng muốn nộp hồ sơ. Đối với những người này, tinh quang thu hết. Tuyển bạc chia làm 4 vòng, hồ sơ, sơ tuyển, tinh tuyển và cuối cùng là chung tuyển. Trong đó Hồ sơ là vòng để mọi người báo danh trước khi tham gia các tin trù thần, thông qua một phần sơ yếu lý lịch và một đoạn VCR biểu diễn ngắn gọn. Đài truyền hình Tinh Quang sẽ tiến hành tuyển chọn, từ trong 50 vạn người tuyển ra 5.000 người thích hợp nhất tiến vào vòng sơ tuyển. Từ trong 50 vạn người chọn lấy 5.000 người, trong trăm lấy một, tỷ lệ đào thải 99%, vô cùng tàn khốc. Nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là vòng hồ sơ. May mắn là sau khi tiến vào vòng sơ tuyển, người được chọn còn nhất định phải nộp lên một đoạn VCR biểu diễn về nhân vật bản thân muốn cạnh tranh trong thời gian quy định, người biểu diễn ưu tú, hình tượng phù hợp mới có thể tiến vào tinh tuyển. Trong quá trình này sẽ đào thải 4.000 người, chỉ có 1.000 người có thể đi vào giai đoạn tinh tuyển. Sau khi tiến vào giai đoạn tinh tuyển, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì, 1.000 người này sẽ bị triệu tập đến để thử sức biểu diễn, chỉ có người biểu hiện ưu dị chân chính, hình tượng khí chất phù hợp mới có tư cách tiến vào phân đoạn khảo nghiệm cuối cùng. Trong quá trình này lại đào thải 700 người, chỉ để lại 300 người ưu tú nhất. Tuyển chọn sau cùng sẽ do người có quyền quyết định của đoàn làm phim định đoạt. Trên thực tế, chỉ mới vòng hồ sơ và sơ tuyển đã hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, tinh quang phải điều đi hơn trăm người tiến hành xét duyệt khẩn cấp, mỗi một người ghi danh đều phải thông qua ba người ngẫu nhiên tiến hành xét duyệt, yes hoặc no, chỉ có ba người đồng thời ấn nô mới có thể bị đào thải ngay lập tức. Bằng không sẽ dựa theo điểm số cao thấp tiến hành sắp xếp, cam đoan công bình công chính không sai lầm. Trải qua hơn nửa tháng, trước cuộc vòng hồ sơ và sơ tuyển cũng kết thúc, có một nghìn người tiến vào vòng tinh tuyển, được xếp tới tinh quang thử vai. Trong một nghìn người này, người tương đối nổi tiếng hoặc diễn viên chuyên nghiệp trong giới giải trí sẽ tiến hành thử sức ở đây, không chuyên nghiệp và chuyên nghiệp cùng cạnh tranh, sau đó chọn ra 300 người cuối cùng tổng cộng hao phí hơn nửa tháng nhiệt độ được xào lên cũng nóng bỏng hệt như bảo tàng quốc gia rốt cục cũng tiến vào vòng tin tuyển chính thức bắt đầu cắt tin việc cắt tin chủ yếu do đạo diễn tiền đa đa hai phó đạo diễn chủ nhiệm đài truyền hình cùng với lâm bắc phàm đang vuốt mèo phụ trách trong đó lâm bắc phàm là người có quyền lực lớn nhất có được một phiếu phủ quyết muốn ai lên người đó liền lên muốn ai xuống người đó phải xuống toàn bộ những người khác chỉ góp cho đủ số chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. Ai bảo hắn là lão công của bóp lớn đài truyền hình đây? Một ngày này, cả đài truyền hình tinh quang kính người hết chỗ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, người ở nơi này loáng thoáng phân chia mấy phe phái. Một phe là thông qua hồ sơ mà lên, tuy thân phận của bọn hắn là thấp nhất, nhưng cơ số lại lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, đạt đến gần 2 phần 3 tổng số người ở đây, bọn hắn thuộc về phe sợi cỏ. Phe thứ hai là thuộc về phe diễn viên, những diễn viên này đều là người tương đối có thực lực trong giới văn nghệ, nhưng danh khí không lớn, cao nhất cũng chỉ Minh Tinh hạng 2, đều là người quen biết cũ, 3322 tập hợp một chỗ. Phe thứ ba là phe Minh Tinh, hoặc có thể nói là phe lưu lượng, đều là nhân vật tài tử có danh khí vô cùng lớn, lưu lượng cao trong ngành giải trí hiện nay. Bọn hắn tuấn nam mỹ nữ tập trung một chỗ, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. Đồng thời, một phe này cũng là cao ngạo nhất cách rất xa những phe khác khinh thường nói chuyện với nhau ngay cả phe diễn viên bọn hắn cũng duy trì khoảng cách nhất định còn có diễn viên của tinh quang tuy rằng chỉ có mấy người nhưng bọn hắn tự tạo thành một phe muốn nói nghệ nhân trong tinh quang có thể nói là dị loại trong giới giải trí phim bọn họ quay vô cùng ít quảng cáo cũng vô cùng ít nhưng tiền lại kiếm không ít bởi vì chỉ riêng hồng bao của lâm bắc phàm đã đủ để bọn hắn ăn đến no bụng Tuy bọn hắn không có nhiều cơ hội lộ mặt, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là nghệ nhân nổi danh, lưu lượng cũng không ít, bởi vì tuyệt đại bộ phận bọn hắn đều có tác phẩm để đời. Tỷ như chung cư tình yêu và võ lâm ngoại truyện, hai bộ thần kịch này tạo ra 10 minh tinh vừa có thực lực lại có mị lực, hơn nữa theo phần tiếp theo được phát sóng, nhiệt độ của bọn họ tuyệt không giảm. Hiện tại lại có siêu cấp thần kịch Trù thần, lại có thể chế tạo thêm một nhóm minh tinh mới. Cho nên hiện tại tinh quang đã trở thành vùng đất mộng tưởng của rất nhiều diễn viên. Tuy trong vòng các tinh này, Vương Xuân Sinh xếp hạng sau, nhưng hắn ta vẫn tới tinh quang từ rất sớm để chờ đợi. Trên đường đi hắn ta gặp rất nhiều người, dù biết hay không biết hắn ta đều chào hỏi một tiếng, mặc kệ có nổi danh hay không hắn ta cũng đối xử như nhau, biểu hiện tự nhiên hào phóng, khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Đây cũng là kinh nghiệm hắn ta đúc rút được sau mấy năm lăn lộn trong giới giải trí chỉ cần không đắc tội người khác, đường đi mới có thể ổn được. Đương nhiên, nếu gặp chuyện tuyệt không thể nhận thua, bởi vì cái gì cũng có thể bỏ, chỉ có cốt khí là không thể. Xuân Sinh, ngươi tới rồi. Một lão nhân thoạt nhìn đã 50, 60 tuổi cười ha hả vẫy tay, bên cạnh còn có mấy người, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn rất có tinh thần. Những người này đều ở cùng một hội, cũng chính là những nghệ nhân dưới cờ Tinh Quang. Vương Xuân Sinh cũng cười cười, đi qua, Lưu Gia, An Thúc, không nghĩ tới các ngươi lại đến sớm như vậy. Lưu Gia lão đầu khoát tay áo, cười nói, không sớm, chúng ta đã chờ bộ phim này nửa năm. Từ nửa năm trước, sau khi biết được sẽ có bộ này, ta vẫn luôn chuẩn bị thật tốt, rốt cục cũng có cơ hội diễn kịch, ha ha. Lưu lão đầu, ngươi quá lạc quan, cẩn thận khi PK với người khác lại bị loại. An Thúc cười nói. Lưu lão đầu không vui, ai có thể pk với ta ta chìm nổi trên con đường diễn kịch mấy chục năm trên thân tất cả đều là gian diễn hơn nữa vì bộ phim này ta còn học tập trù nghệ hiện tại ta không dám nói mình nấu nướng rất giỏi nhưng chí ít đồ ăn tam cấp trở xuống trong trù thần ta đều biết làm tam cấp trở lên có vài món cũng không thành vấn đề không hổ danh là lưu gia lợi hại an thúc giơ ngón tay cái lên muốn nói cố gắng nhất vẫn là xuân sinh Lưu Gia cảm khái nói, hắn và ta báo danh chung lớp, kết quả nửa năm trôi qua, ta còn ở lại lớp nghiệp dư, hắn ta đã tấn thăng thành trù sư chuyên nghiệp. Nghe nói tiểu tử ngươi đã kiểm tra xong chứng chỉ tam cấp. Vâng, tháng trước vừa mới lấy được. Vương Xuân Sinh gật đầu. Tiểu tử này cũng thật lợi hại, mới nửa năm đã có thể từ một người không biết gì về trù nghệ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, xem ra tiểu tử ngươi cũng đủ tàn nhẫn với bản thân. Hiện tại trong giới văn nghệ thiếu nhất là những người như ngươi. Nhìn thử xem, nhân vật Lưu Ngang Tinh này rõ là chuẩn bị vì ngươi. Lưu Gia cảm khái từ trong thâm tâm. Lão đã chìm nổi trong giới giải trí mấy chục năm, đã từng nổi tiếng cũng từng ảm đạm, sớm đã nhìn thấu tất cả. Nhưng người vì diễn kịch mà liều lĩnh như Vương Xuân Sinh vẫn vô cùng hiếm thấy. Suy nghĩ tới giới giải trí bây giờ, tràn đầy phù phiếm, tất cả mọi người đều vội vàng kiếm tiền bọn họ vì kiếm tiền mà diễn kịch chứ không phải vì nghệ thuật mà diễn kịch, dẫn đến phim truyền hình thời này bộ sau không bằng bộ trước. Còn những người được gọi là tiểu thịt tươi, chỉ biết cười chính là nhếch miệng, khóc là rơi lệ, tức giận thì trừng mắt, diễn không chút nội hàm, khiến ta thỉnh thoảng vì đó mà đau lòng. Nhưng may mắn thay, còn có người kiên trì như Vương Xuân Sinh, giới văn nghệ còn có hy vọng. Không nhất định, đây là nam chính của bộ phim, rất nhiều người đều tới để tranh giành nhân vật này cũng không chắc ta sẽ được tuyển chọn. Hắn ta khiêm tốn nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự tin. Vì bộ phim truyền hình này, hắn ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Hoặc có lẽ là từ lúc Lâm Bắc Phàm để lộ ra tin tức, hắn ta đã bắt đầu chuẩn bị, bởi vì hắn ta vẫn luôn tin tưởng cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Cho nên hắn ta báo danh tham gia một lớp huấn luyện đầu bếp, khắc khổ học tập hơn nửa năm, từ một người có hiểu biết nửa vời về, về trù nghệ trở thành một trù sư chuyên nghiệp còn lợi dụng tất cả thời gian nhàn rỗi để luyện tập diễn kỹ, tăng khả năng bắt được vai diễn này lên mức cao nhất. Đối với hắn ta, hơn nửa năm qua hắn ta rất bận rộn, nhưng cũng rất đầy đủ. Nhất là trong lúc vô tình hắn ta tiếp xúc với bộ tiểu thuyết Trù thần, hắn ta phát hiện nhân vật chính lưu ngang tinh giống như hắn ta, cũng là người vì mục tiêu mà chấp nhất kiên trì, dù cho khó khăn cỡ nào cũng bất khuất. So với việc nói hắn ta diễn lưu ngang tinh, không bằng nói hắn ta chính là lưu ngang tinh thế là theo hắn ta đọc được càng nhiều theo tài nấu nướng ngày càng tinh tiến khí chất trên người hắn ta càng ngày càng tiếp cận đã nhập vai hoặc có thể nói là nhập ma cho nên một thử sức này hắn ta mười phần chắc chính đúng lúc này một nữ hài mặc quần áo thông thường vội vã lao đến từ đầu bậc thang kết quả không cẩn thận đụng trúng một tiểu thịt tươi đang đi đến ngươi làm gì vậy không có mắt sao tiểu thịt tươi vội vàng nói bởi vì ngay mới vừa rồi, nước trong ly nữ hài cầm vẫy ra ngoài, vừa vặn làm ướt y phục của hắn ta. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không cố ý, thật xin lỗi, nữ hài kia khẩn trương xin lỗi. Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Tiểu thịt tươi kia vẫn rất tức giận như cũ, nhìn thấy quần áo ẩm ướt, hắn ta tức giận nói, bây giờ phải xử lý như thế nào đây? Bộ y phục này được đặt mua từ nhà thiết kế quốc tế Andrew, có giá 150 vạn bị ngươi vẫy nước như vậy hiện tại nó đã bẩn ngươi nói ngươi phải bồi thường thế nào đây nếu lát nữa ta thử kính thất bại tổn thất này ngươi bồi thường nổi sao quá mắt ta không bồi thường nổi thật xin lỗi nữ hài sắp khóc không đền nổi ngươi thì ngươi cút cút ra khỏi đài truyền hình ta không muốn nhìn thấy ngươi cút tiểu thịt tươi chỉ vào cửa ra vào nói nhưng ta còn phải thử kính nước mắt đã đảo quanh hốc mắt nữ hài Lúc này, một màn ồn ào như thế thu hút sự chú ý của những người chung quanh. Người kia tự như là tiểu thịt tươi trương quốc luân. Chính là hắn ta, chẳng phải chỉ là quần áo bị nước tạt trúng thôi sao, lau khô là được rồi, sao phải nói lời khó nghe như vậy. Ngươi không nên bị vẻ ngoài của hắn ta lừa gạt, bình thường tính tình của hắn ta vốn là như vậy. Gặp ai cũng cắn, cứ như trời lớn nhất, đất thứ hai còn hắn ta là thứ ba vậy những người đã từng hợp tác với hắn ta chẳng ai muốn ở cùng hắn ta cả. Nghe nói trong âm thầm, hắn ta còn làm ra rất nhiều việc hung ác, ví dụ như đánh chửi trợ lý, thậm chí còn chịch phan. Đây không phải cặn bã sao. Sao còn có thể làm diễn viên? Người ta là tiểu thịt tươi, có thể mang đến tỷ lệ người xem, người không thích thì có thể làm gì? Chính vì Trương Quốc Luân là minh tinh lưu lượng, trong giới giải trí bây giờ, hắn ta thuộc dạng đại nhân vật có địa vị khá cao, cho nên dù ở đây có rất nhiều diễn viên vây xem nhưng lại không có ai đứng ra ngăn cản. Ngay cả đám lưu lượng minh tinh đang đứng một bên cũng chỉ xem náo nhiệt, không ai ngăn cản. Bởi vì chuyện như vậy chính bọn hắn cũng đã làm không ít lần. Nhưng vào lúc này, Vương Xuân Sinh đứng ra, ngươi làm gì mà lớn tiếng như vậy? Tiểu cô nương này cũng đã xin lỗi rồi, ngươi cần gì phải cắn mãi không buông. Hơn nữa y phục của ngươi chỉ bị dính nước, lau khô là được ngươi tiếp tục khó xử nàng như vậy mà coi được sao ngươi là ai chuyện của người khác tốt nhất ngươi nên bớt can thiệp vào bằng không ta cam đoan sẽ khiến ngươi không chịu nổi lại có người dám chống đối hắn ta ngay mặt như vậy trương quốc luân vô cùng tức giận lên tiếng cảnh cáo ta là vương xuân sinh diễn viên của tinh quang ngươi muốn làm gì ta vương xuân sinh ngạo nghễ nói hắn ta là người của tinh quang sau lưng có toàn bộ đài truyền hình làm chỗ dựa căn bản không cần sợ ngươi một minh tinh lưu lượng. Nghe nói như thế, rất nhiều người ở đây kinh hãi. Lại là nghệ sĩ của tinh quang, khó trách hắn ta có gan chống đối trương quốc luân. Đúng vậy, hiện tại tinh quang đã có thể so với một công ty giải trí lớn, năng lực tạo ngôi sao mạnh như vậy, hơn nữa bọn họ còn có được con đường riêng của mình, đã thành đối tượng của rất nhiều tiểu công ty giải trí cỡ trung. Có tinh quang làm chỗ dựa, đúng là hắn ta có thể hoành hành không sợ trong giới giải trí. Trương Quốc Luân đá trúng thiết bản. Thật hâm mộ Vương Xuân Sinh. Đúng là Trương Quốc Luân đã kiên kỵ hơn mấy phần, nghĩ tới đây là địa bàn của Tinh Quang, tiếp tục náo loạn cũng không có lợi gì với hắn ta, thế là hắn ta hừ lạnh một tiếng, đen mặt trời đi. Cảm ơn ngươi, Vương đại ca. Nữ hài nhỏ giọng nói, vô cùng cảm kích. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, không có gì, ta cũng chỉ cáo mượn oai hùng, mượn tên tuổi Tinh Quang mà thôi. Vẫn vô cùng cảm tạ ngươi, Vương đại ca. Nữ hài cúi đầu thu dọn đồ đạc, tận lực không để nước mắt rơi xuống, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Chờ chút, ngươi đi đâu? Không phải ngươi còn muốn thử kính sao? Ta đắc tội Trương Quốc Luân, chỉ sợ lần thử kính này xong đời rồi, cho nên ta nghĩ ta nên trở về sớm một chút. Chi phí ở lại nơi này quá đắt, ta lại không có nhiều tiền, cho nên, nữ hài có chút khổ sở. Một người lớn như nàng còn nói không chịu nổi chi phí ăn ở một hai ngày, đúng là khiến cho người khác khó xử. Nhưng Vương Xuân Sinh lại không nhìn thấy sự tự ti trong mắt nàng, ngược lại hắn ta nhìn thấy sự cứng cỏi. Vương Xuân Sinh lại có thể thấy được bóng dáng nữ chính triệu mai lệ từ trên người nàng. Nếu không ngươi lại kiên trì thêm một chút, dù sao ngươi cũng đã đến rồi, kiên trì tới khi thử kính kết thúc rồi hãy đi. Biết đâu ngươi được tuyển thì sao? Vương Xuân Sinh nửa đùa nửa thật nói làm sao có thể? Bên kia còn nhiều nữ minh tinh lợi hại như vậy, sao đoàn làm phim không chọn bọn hắn mà lại chọn vịt con xấu xí như ta? Nữ hài nhìn chầm chầm hắn ta, hai mắt mở to. Sao không có khả năng, bởi vì người khảo hạch là Lâm Tiên Sinh, một người rất khác so với những người khác. Ta chỉ biết hắn rất đẹp trai, chẳng lẽ hắn còn có điểm gì không giống bình thường sao? Thiếu nữ tiếp tục truy vấn, vô cùng bác quái, dù sao người đẹp trai như lâm bắc phàm vẫn luôn là đối tượng để nàng tự sướng đáng tiếc hắn là hoa đã có chủ khóe miệng vương xuân sinh công lên sau này ngươi sẽ biết mời tuyển thủ số một vào sân tuyển thủ số hai chuẩn bị nhân viên công tác kêu tên đám người chờ đợi đã lâu nâng cao tinh thần thầm nói cuối cùng cũng đến một thanh niên đẹp trai trắng trẻo thoạt nhìn có chút khẩn trương bước vào phòng thử vai dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Vừa nhìn thấy có năm giám khảo phỏng vấn Mặt hắn ta càng căng thẳng hơn Có chút cà lâm nói năm vị lão, lão, sư Xin chào mọi, mọi người Ta là thí sinh số 1 triệu Triệu Lâm bắt phàm vuốt mèo Cũng không ngẩng đầu nói Ngươi không cần giới thiệu Trực tiếp nói tên vai ngươi muốn thử Sau đó bắt đầu biểu diễn đi Thời gian chuẩn bị và biểu diễn có 3 phút Bây giờ bắt đầu tính giờ Sau đó hắn nhìn mấy vị giám khảo Nói, sau này thử vai cứ theo quy trình này, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Mấy vị giám khảo khác gật đầu, vô cùng đồng ý. Vân vân. Được, các vị lão sư, nhân vật ta thử là nhân vật chính Lưu. Lưu ngang tin. Người kia nổi lên cảm xúc, sau đó bắt đầu biểu diễn. Kết quả có lẽ do quá khẩn trương, chưa đến nửa phút đã có ba người dơ bản. Đào thải. Đào thải. Đào thải. Số phiếu hơn phân nửa, đào thải ra khỏi vòng. Mặt người kia đầy hối tiếc đi ra ngoài. Trong quá trình này, Lâm Bắc Phàm chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Bản gốc quyển tiểu thuyết Trù thần này là của hắn, hắn hết sức quen thuộc với các nhân vật bên trong, cho nên ai phù hợp ai không phù hợp hắn vừa nhìn đã biết ngay. Nhìn thấy người thử vai thứ nhất đi ra nhanh như vậy, còn mang vẻ mặt ảo não, đám người vô cùng kinh ngạc. Sau đó toàn bộ vây quanh tại sao ngươi ra nhanh như vậy kết quả thử vai thế nào kết quả thử vai còn phải hỏi sao nhìn sắc mặt hắn ta là biết ngươi nên hỏi giám khảo phỏng vấn gồm có những ai thử vai thế nào ta cảm thấy chút nữa bản thân ta cũng treo người thử vai thứ nhất lắc lắc đầu luôn rơi ảo não cái gì cũng không muốn nói bởi vì người thứ nhất bị đào thải quá nhanh khiến không khí hiện trường trở nên đông cứng lại ngay sau đó là tuyển thủ thứ hai vào phòng tuyển thủ thứ hai cũng là một tuyển thủ rễ cỏ có lẽ do biểu hiện của người thử vai đầu tiên khiến hắn ta áp lực kết quả hắn ta cũng vào nhanh ra nhanh không đến một phút đồng hồ đã đi ra trên mặt cũng treo đầy hối tiếc đừng nói nữa vừa rồi ta quá khẩn trương nói chuyện lắp bắp lời thoại còn chưa nói xong đã bị đào thải trương quốc luân khinh bỉ chăm chọc khiêu khích nói không chuyên nghiệp trước sau vẫn là không chuyên nghiệp cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không biết nắm chắc, vẫn nên về nhà làm ruộng thì hơn, chí ít như vậy cũng sẽ không chết đói. Ngươi! Chúng diễn viên rễ cỏ tức giận vô cùng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trương Quốc Luân kinh thường cười. Tiếp tục thêm mấy người, không ai có thể kiên trì qua hai phút đồng hồ. Lâu nhất cũng là một vị tuyển thủ rễ cỏ, thời điểm hắn ta giữ vững tầm hai phút đồng hồ, vốn cho rằng sẽ qua, rốt cục hắn ta không chú ý đạp hụt, ngã trên mặt đất, khiến bản thân ngã ngốc, sau đó thì nhận được 3 tấm thẻ đào thải. Tuyển thủ số 12 vào phòng, tuyển thủ số 13 tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trương quốc luân sửa sang lại ống tay áo, ngạo nghễ nói, tới phiên ta, ta sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, cái gì là chênh lệch giữa trời và đất. Sau đó hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới phòng thử vai. Trương quốc luân vô cùng anh tuấn, còn rất tự tin, bởi vì hắn ta là thần tượng tân sinh Trương quốc luân, có được 8000 vạn fan hâm mộ, được mệnh danh là lão công quốc dân thế hệ mới, vô cùng được hoan nghênh. Trong thời đại tiểu thịt tươi, hắn ta đại diện cho lưu lượng lớn. Phàm là phim truyền hình hắn ta tham gia diễn xuất, tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Phàm là phim điện ảnh hắn ta tham gia diễn xuất, doanh thu phòng bán vé tuyệt đối không ít. Cho nên hắn ta tự tin, lần thử vai này hắn ta nhất định có thể lấy được nhân vật chính. Hắn ta hơi ngóc đầu, mũi có chút vểnh lên trời nói: các vị lão sư, ta là Trương Quốc Luân, từng đóng vai nam thứ trong bộ phim nào đó, cũng từng đóng vai nam chính trong phim nào đó, đều lấy được tỷ lệ người xem vô cùng cao. Trước mắt, ta có 8.000 vạn fan hâm mộ. Lâm Bắc Phàm không nhịn được khoát tay, được rồi được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian biểu diễn đi. Vẫn chưa nói xong sự tích chói lọi của bản thân đã bị cắt ngang, Trương Quốc Luân cảm thấy bất mãn nhưng nghĩ tới đối phương là nam nhân của bóc lớn đài truyền hình nắm quyền sinh sát phải nể mặt mũi thế là hắn ta cười nói được lâm tiên sinh lần này ta thử vai nam chính lưu ngang tin xin chỉ giáo thêm thế là vị tiểu thịt tươi này bắt đầu diễn có lẽ vì từng có kinh nghiệm diễn xuất tương đối phong phú tiểu thịt tươi này cũng không khẩn trương nhưng diễn xuất thực sự quá lúng túng rõ ràng là một cảnh rất bi thương nhưng toàn bộ quá trình chỉ còn lại trợn mắt trợn mắt và trợn mắt ngay cả nước mắt cũng không chảy nổi lấy một giọt nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng mắt hắn ta là mắt gà chọi mấy vị giám khảo khác do dự không biết có nên dơ bản không dù sao vị trước mắt này cũng là minh tinh lưu lượng số một số hai trong giới giải trí tuy kỹ năng diễn xuất rất tệ nhưng có hắn ta tham diễn vẫn có thể bảo đảm tỷ lệ người xem còn lâm bắc phàm thì dơ bản không chút do dự đào thải bốn vị giám khảo do dự một hồi sau đó cũng dơ bản theo Đào thải Đào thải Liên tục năm tấm đào thải Trương quốc luân kinh hải Hắn ta chưa từng nghĩ đến Lần đầu bản thân thử vai thế mà lại toàn quân bị diệt Hơn nữa còn là chưa diễn xong đã bị loại Không sai Trước kia khi quay phim truyền hình Hắn ta chưa từng phải đi thử vai Bởi vì đạo diễn phim đã trực tiếp xác định Người diễn vai ấy là hắn ta Lần này Vất vả lắm hắn ta mới đi thử vai một lần Kết quả trực tiếp bị giết chết hình như còn chưa đến một phút đồng hồ còn không bằng mấy tuyển thủ rễ cỏ chênh lệch mãnh liệt khiến hắn ta khó có thể tiếp nhận hắn ta có chút tức giận thở hổn hển nói lâm tiên sinh ngươi có nghiêm túc xem ta diễn hay không rõ ràng vừa rồi ta diễn rất chân thành diễn rất tốt thiếu chút nữa ta đã bị bản thân làm cho cảm động tại sao ngươi đào thải ta lâm bắt phàm thương hại nhìn hắn ta hài tử có phải ngươi có sự hiểu lầm gì đó về kỹ năng diễn xuất của mình không chỉ bằng phần diễn chưa tới một phút của ngươi vừa rồi, nửa phút thôi đã khiến da gà ngươi ta rơi từng cục. Nhìn diễn xuất của ngươi thì thà nhìn con mèo này, chí ít dáng vẻ nó giả bộ đáng thương còn tốt hơn ngươi. Trương Quốc Luân Hắn ta tức giận đến đỏ bừng mặt. Lại dám nói hắn ta diễn không bằng một con mèo, chẳng phải là không bằng cả súc sinh. Mèo mèo, mèo rác đô phản đối mãnh liệt, phát ra tâm điện cảm ứng, xúc cức, miêu miêu giả bộ đáng thương lúc nào. Miu Miu luôn đáng thương, chưa từng được ăn no bao giờ, hu hu hu. Kết quả phản kháng vô hiệu, bị cái vuốt của Lâm Bắc Phàm làm tan thành mây khói. Tuyển thủ số 12 bị đào thải, mời tuyển thủ số 13 vào sân. Tiền Đa Đa nói ra. Nhưng ta là tiểu thịt tươi, là minh tinh lưu lượng, ta có 8.000 vạn fan hâm mộ, ta có thể mang đến lưu lượng to lớn cho phim truyền hình này. Trương Quốc Luân còn muốn tranh thủ tinh quang chúng ta không thiếu một chút lưu lượng của ngươi, lập tức lăn cho ta. Lâm Bắc Phàm không chút do dự phất tay. Thế là, tiểu thịt tươi Trương Quốc luôn bị đuổi ra ngoài. Nhìn thấy minh tinh lưu lượng siêu cấp Trương Quốc Luân đi vào không đến 2 phút đồng hồ đã bị đuổi ra, đám người đang chờ đợi bên ngoài đều kinh hãi. Trương Quốc luôn đi ra. Sao tốc độ lại nhanh như vậy? Xem ra hắn ta đã bị đào thải. Toàn bộ quá trình cũng không vượt qua 2 phút đồng hồ, còn nhanh hơn rất nhiều tuyển thủ rễ cỏ vừa rồi là ai còn nói khoác mà không biết ngượng rằng hai bên sẽ khác nhau một trời một vực ta thấy bản thân hắn ta mới là bùn kỹ năng diễn xuất của trương quốc luân còn cần phải hoài nghi sao ngoại trừ hắn ta không biết mọi người đều biết xem ra minh tinh lưu lượng cũng không dùng được ở trước mặt ban giám khảo tinh quang đây là tin tức lớn nhất định phải nhớ kỹ Trương Quốc luôn bị ánh mắt kinh ngạc của đám người làm cho xấu hổ giận dữ muốn chết. Đời này hắn ta chưa từng mất mặt như vậy. Kể từ khi khai thiên tích địa, đây là lần đầu tiên hắn ta có xúc động muốn chết. Thế là, hắn tức thở hổn hển nói, bộ phim nát gì vậy? Đạo diễn nát gì vậy? Sau này lão tử không tới nữa. Không có ta, phim truyền hình của các ngươi nhất định sẽ thất bại. Trở về ta sẽ triệu tập phan hâm mộ phong sát các ngươi sau đó hắn ta đẩy đám người xông ra ngoài cúi đầu không mặt mũi gặp người lâm bắc phàm ngồi trong phòng thử vai kinh thường cười một tiếng ta vốn không làm minh tinh ngươi phong sát ta có tác dụng gì thực là thiểu năng yên lặng quan sát tất cả ở đây khóe miệng vương xuân sinh nhếch lên giống như đã sớm đoán trước tất cả nếu gặp phải người khác có lẽ người ta còn nể tình mà cho minh tinh lưu lượng chút mặt mũi nhưng gặp được lâm tiên sinh hắn ta đã được định trước sẽ trở thành pháo hôi lâm tiên sinh là ai hắn là một người to gan lớn mật bất luận gặp ai cũng dám gây thù hận với người ta chưa từng ăn thiệt thòi bao giờ chỉ bằng dáng vẻ cao ngạo của minh tinh lưu lượng có thể đắc ý được trước mặt lâm tiên sinh sao vương đại ca hình như ngươi đã sớm đoán được tất cả nữ hài suy nghĩ cẩn thận nhỏ giọng hỏi không có gì ngươi nghĩ nhiều Vương Xuân Sinh tặng hắn một cái, sau đó nói sang chuyện khác, chờ lát nữa thử vai, ngươi chỉ cần làm tốt phận sự của chính mình là được, đừng đặt nặng tâm lý quá. A, à, nữ hài cái hiểu cái không gật đầu. Vốn việc của Minh Tinh lưu lượng sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an, nhưng các diễn viên có kỹ năng diễn xuất lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, thầm nói cơ hội của bản thân đã đến. Kết quả, tuyển thủ số 13 mới vừa vào trận, Lâm Bắc Phàm lập tức dơ bản đào thải lên người kia vô cùng khiếp sợ lâm tiên sinh vì sao ta còn chưa bắt đầu thử vai mặt lâm bắc phàm không đổi sắc nói nếu như ta nhớ không lầm ngươi ở công ty giải trí hán đình đúng không ta nhớ ta từng gặp ngươi ở công ty giải trí hán đình người kia gật đầu nói đúng ta là nghệ sĩ của công ty giải trí hán đình lâm bắc phàm nói vậy không sai người chúng ta muốn đào thải chính là ngươi vì ngươi là người của giải trí hán đình Lúc trước giải trí Hán Đình dám nói khoác mà không biết ngượng, rằng sẽ phong sát tinh quan ta, ngươi nói ta còn có thể thuê nghệ sĩ của bọn họ sao? Sẽ không? Người kia lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới năm đó công ty trồng quả đắng, lại để cho hắn ta đến ăn. Thế nhưng hắn ta rất muốn tham gia diễn xuất trong bộ phim Trù Thần này, vì thế hắn ta còn làm rất nhiều chuẩn bị, Lâm Tiên Sinh, ta. Lâm bắt phàm khoát tay áo, giọng điệu kiên quyết nói, ra ngoài sau khi ra ngoài nhớ nói cho đám người của giải trí hán đình còn có những người thân thiết với giải trí hán đình kêu bọn họ đừng tới thử vai tinh quang chúng ta không chào đón người của giải trí hán đình lúc trước bọn hắn phong sát chúng ta bây giờ chúng ta muốn phong sát bọn hắn như vậy có 100 người còn chưa bắt đầu thử vai đã trực tiếp bị đào thải cứ bỏ lỡ một cơ hội bùng nổ như vậy hại rất nhiều nghệ sĩ bi phẫn vô cùng không chỉ oán hận tinh quang còn sinh ra bất mãn với lão đông gia giải trí hán đình. Sau khi chuyện này lan truyền ra ngoài đã đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều diễn viên chờ đợi bên ngoài vọt vào. Tại sao ta không thể tham dự? Bởi vì ta là người giải trí hán đình. Ta không phải giải trí hán đình, tại sao cũng không thể? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì mà phủ định chúng ta? Đối mặt với lời chỉ trích mọi người, Mạc lâm bắt phàm không đổi sắc. Dựa vào cái gì? dựa vào ta là tổng phụ trách trù thần mọi thứ đều do ta quyết định lâm bắc phàm ngang ngược nói rõ ràng là tuyển ngươi như vậy là không công bằng lại có người bi phẫn trên thế giới này nào có chuyện công bằng bản quyền bộ phim truyền hình này là của chúng ta là chúng ta đầu tư đoàn làm phim cũng là của chúng ta phát sóng cũng là trên đài truyền hình tinh quang chúng ta tất cả đều là của chúng ta toàn bộ đều là chúng ta định đoạt chúng ta muốn tuyển thế nào thì cứ tuyển như thế không muốn chọn người nào sẽ không chọn người đó ngươi có thể làm gì ta đám người không biết nói gì lúc này có mấy bảo tiêu vọt vào ngăn trước người lâm bắt phàm đuổi hết bọn họ ra ngoài cho ta ai dám gây chuyện cứ việc ra tay chỉ cần đánh không chết đều có ta chịu trách nhiệm vâng lâm tiên sinh thế là một đám người gây chuyện bị bảo tiêu hung hãn đuổi ra khỏi đài truyền hình mất hết mặt mũi rất nhiều người âm thầm chế giễu giải trí hán đình lúc trước các ngươi kêu gào muốn phong sát tinh quang kết quả bây giờ bị phong sát ngược lại bỏ qua bộ đại kịch trù thần này giải trí hán đình không biết phải bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội công ty khác nghệ sĩ khác có thể dựa vào bộ phim truyền hình này mà phát triển nổi tiếng nhanh chóng giải trí hán đình lại bỏ lỡ cơ hội cứ kéo dài tình huống như thế giải trí hán đình còn có tiền đồ phát triển gì có người cân nhắc xem bản thân có nên rời khỏi giải trí hán đình hay không dù sao hiện tại tinh quang cũng càng ngày càng mạnh như mặt trời mới mọc bất luận là tiết mục hay phim truyền hình đều vô cùng xuất sắc còn giải trí hán đình bắt đầu từ năm trước không biết bọn họ gặp phải vận rủi gì vẫn luôn đình trệ không tiếng đẩy ra một bộ phim truyền hình và một bộ phim truyền hình vàng lợi nhuận lại tăng trưởng theo cấp số âm dường như có ở lại tiếp cũng không có lợi gì có lẽ có thể nghe nói cùng ngày Tất cả mọi thứ trong văn phòng thiếu đông gia giải trí Hán Đình đều bị đập nát. Ngô Phi Phạm lại không cẩn thận bị miếng thủy tinh ngộ thương bản thân, được khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Hài tử xui xẻo. Lại có mấy người liên tục thử sức, nhưng cơ bản người thông qua thì ít, người bị đào thải thì nhiều. Rốt cục cũng đến phiên Vương Xuân Sinh. Lúc Vương Xuân Sinh một thân thẳng tắp đi tới, Lâm Bắc Phàm đang vuốt mèo cũng ngẩn ra. Giống, thật sự rất giống Lưu Ngang Tinh cử động rất giống, thậm chí ngay cả cách ăn mặc cũng giống nhau đến 7-8 phần. Mấu chốt nhất là đôi mắt kia, tràn đầy ước mơ, chấp nhất, hy vọng cùng với dứt khoát, nhìn thế nào cũng giống. Lâm Bắc Phàm nhớ rõ, lần trước khi hắn nhìn thấy hắn ta, hắn ta vốn không phải dáng vẻ này. Không ngờ nửa năm không gặp, không biết hắn ta đã biến thành lưu ngang tinh hay lưu ngang tinh đã biến thành hắn ta. Ngay cả ánh mắt tiền đa đa cũng sáng lên, nhỏ giọng nói với Lâm Bắc Phàm ta cảm thấy hắn có thể. Lâm Tiên Sinh, đạo diễn tiền cùng với ba vị giám khảo, xin chào mọi người. Ta là Vương Xuân Sinh, nhân vật ta muốn thử sức là nhân vật chính lưu ngang tinh. Vương Xuân Sinh không nhanh không chậm nói. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy hắn ta có thể. Từ khi còn rất nhỏ, Vương Xuân Sinh đã bắt đầu diễn xuất, có thể nói là một tiểu hí cốt, phương diện kỹ năng diễn xuất không cần phải nói. Hơn nữa hình tượng bây giờ của hắn ta lại vô cùng phù hợp, về cơ bản đã có thể xác định. Nhưng còn một vấn đề. Lâm Bắc Phàm hỏi, biết làm đồ ăn không? Biết. Vương Xuân Sinh trả lời, ngữ khí không thay đổi bao nhiêu. Nhưng chỉ một chữ đơn giản như thế, làm cho hắn ta tăng thêm mấy phần tự tin. Lâm Bắc Phàm chỉ cái bàn bên cạnh, trên bàn có thớt và một con đao, còn có mấy nguyên liệu nấu ăn ở một bên thớt. Một bên khác có một cái nồi, có thể nổi lửa xào rau lâm bắc phàm nói nơi đó có mấy nguyên liệu nấu ăn ngươi làm một món ăn theo ý ngươi đi được lâm tiên sinh vương xuân sinh đi qua cầm dao lên tùy ý chọn mấy loại thực phẩm tiến hành xử lý trước chỉ thấy củ cà rốt to nhanh chóng biến thành những lát mỏng sau đó lại biến thành sợi những thực phẩm khác cũng được xử lý nhanh chóng mỗi một thủ pháp đều vô cùng chuyên nghiệp không có động tác dư thừa sau đó hắn ta bắt nồi xào rau chảo nóng lên hắn ta tiến hành trộn xào dưới lửa lớn, tuy đều là trình tự tương đối đơn giản, nhưng thủ pháp vô cùng lão luyện, liếc mắt có thể nhìn ra sự chuyên nghiệp của hắn ta. Đôi mắt Lâm Bắc phàm càng ngày càng sáng, trù nghệ vị diễn viên này tốt như vậy, nếu hắn ta làm nhân vật chính không biết sẽ bớt được bao nhiêu thời gian của hắn. Không đến một lúc, một món ăn có màu sắc rực rỡ trình lên trước mắt mọi người. Món ăn này là món ăn của trù sư cấp 3 bên trong trù thần, độ khó vừa vặn xen vào giữa không chuyên nghiệp và chuyên nghiệp, nhưng người bình thường muốn làm được lại không dễ dàng. Xem ra ngươi đã từng học trù nghệ, trình độ trù sư cấp 3. Lâm Bắc Phàm được tính là siêu đầu bếp ẩn tàng, chỉ liếc mắt đã nhìn ra nội tình của Vương Xuân Sinh, quả thực có được trình độ của trù sư cấp 3. Vương Xuân Sinh cười nhạt một tiếng, nói, mời Lâm Tiên Sinh và các vị giám khảo tiến hành thưởng thức tiền đa đa ăn hàng sớm đã chờ đợi lập tức cầm đũa lên gấp lấy một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng sau đó say mê nhai nói ta thích nhất món lạc diệp tân phân này tuy là món chay nhưng lại vô cùng thơm ngọt có mùi vị thịt mấy vị giám khảo khác thưởng thức theo thứ tự đúng là không tệ mùi vị không khác mấy so với món ta ăn ở khách sạn long môn cái gì không khác lắm rõ ràng chính là mùi vị nguyên thủy của nó vừa rồi ta thấy hắn xử lý có chút không giống người khác nhưng mà ăn vẫn ngon như cũ ta rất thích ăn không ngờ vào thời điểm khảo hạch còn có cơ hội ăn đồ ăn trong trù thần tiểu hỏa tử ta xem trọng ngươi lâm bắc phàm cũng ăn một miếng nói tóm lại mùi vị vẫn được mùi vị rất không tệ có thể thấy được ngươi rất khổ công học tập lâm bắc phàm cười nói ta nhớ lúc trước khi ta mới nhìn thấy ngươi có thể ngươi không biết chút gì về trù nghệ nhưng sau khi được ta nhắc nhở hẳn ngươi đã nghiêm túc học tập trong thời gian không ngắn, có thể nhìn ra được từ phần chai thật dày trên tay ngươi. Cảm tạ Lâm Tiên Sinh ca ngợi, nếu không phải lúc trước có Lâm Tiên Sinh nhắc nhở, chỉ sợ ta còn không có cơ hội này. Kim Tốn, đây là ngươi bản thân cố gắng tranh thủ. Lâm Bắc Phàm khoát tay áo, cười nói, tuy ta không cố gắng, nhưng ta thích người cố gắng. Ở hình tượng, ngươi rất phù hợp với Lưu Ngang Tinh. Trên nguyên tắc ta đồng ý ngươi diễn nhân vật Lưu Ngang Tinh này, nhưng chúng ta còn phải tiến hành cân nhắc phương diện kỹ năng diễn xuất. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm đã tương đối tán thành Vương Xuân Sinh đóng vai nhân vật chính lưu ngang tinh trong trù thần. Nhưng chỉ đồng ý đơn giản như vậy, trong lòng chung quy lại có chút khó chịu. Thật giống khi nữ nhi sắp xuất giá, kiểu gì thân làm phụ thân cũng sẽ thiết kế vài chuyện làm khó tân lan. Mời Lâm tiên sinh ra đề. Vậy thì làm một cảnh đối diễn đơn giản. Lâm Bắc Phàm nhìn tiền bàn tử còn ăn uống thả cửa bên cạnh, nói, ngươi coi con lợn này như nữ chính triệu mai lệ, diễn một màn tỏ tình tràn ngập tình cảm đi. Đoạn ngắn đó có thể hiện trong trù thần, ngươi cứ dựa theo đoạn đó mà diễn. Vương Xuân Sinh và tiền bàn tử đồng thời ngây ngẩn cả người. Vương Xuân Sinh là chán ghét muốn ói, tiền bàn tử là uất ức muốn khóc, bởi vì diễn đoạn này thực sự quá lúng túng. Đó là diễn hôn có được không? ngươi muốn hai đại nam nhân diễn cảnh hôn có phải không quá ổn hay không lâm tiên sinh có thể đổi người hay không diễn không cần người thật cũng được vương xuân sinh dở khóc dở cười quả nhiên vị lâm tiên sinh này không thể suy theo hướng người thường ta cũng cảm thấy nên đổi người khác ví như lâm chủ nhiệm cũng không tệ lão gia hỏa này vẫn luôn muốn xin ta một vai diễn hiện tại cũng là lúc cho hắn ta được thực hành tiền bàn tử không chút do dự kéo chiến hữu mình xuống nước. Lâm chủ nhiệm vội vàng khoát tay, cái này không cần đâu, ta chỉ nói đùa một chút mà thôi. Hai vị kia phó đạo diễn kia thế nào? Một trong hai vị phó đạo diễn vội vàng lắc đầu, nói thẳng bản thân không được. Lâm Bắc Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV giận, các ngươi như vậy là có ý gì? Chỉ là một cảnh mà thôi, đây là hiến thân vì nghệ thuật, mọi thứ đều là nghệ thuật, sao các ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn như vậy? hy sinh một lần cũng không được sao bốn người khác vội vàng cúi đầu trong lòng oán thầm tại sao không phải là ngươi hiến thân vì nghệ thuật nhìn từng người các ngươi đều như con gấu ta cũng cảm thấy bi ai thay các ngươi lâm bắt phàm ai tháng bất hạnh sau đó quay đầu mặt mày hớn hở nói xuân sinh có thể do bọn họ quá thẹn thùng nên ngại không dám đứng ra ngươi cảm thấy thuận mắt người nào trong số bốn người thì tùy tiện chọn đại ra đi vương xuân sinh sao nụ cười của ngươi không có chút ý tốt nào vậy? Một tên mập chết bầm miệng dính đầy dầu, một lão nam nhân trung niên hói đầu, một lão đầu tử thích uống rượu thuốc hút, còn có một người trung niên râu ria xồm xoàm bẩn thiểu. Được rồi, coi như hiến thân vì nghệ thuật. Vương Xuân sinh thống khổ nhắm mắt lại, gà trống nhỏ điểm đến ai thì hôn người đó. Cuối cùng vẫn là tiền bàn tử trúng chiêu. Hai người đều vô cùng thống khổ, bốn người khác cực kỳ sung sướng. Lúc này, bên ngoài chờ đã rất lâu, có người dần dần sinh ra không kiên nhẫn. Đi vào lâu như vậy còn không ra. Mọi người đi đều không đến 3 phút đã đi ra, hắn đi vào sắp 10 phút. Chẳng lẽ hắn đã được chọn? Lưu gia cười ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm hài tử xuân sinh kia. Bởi vì một vai mà cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy, nên lấy được hồi báo. Nhân vật chính lưu ngang tinh 89 phần 10 là của hắn rồi. Khuôn mặt nghệ sĩ khác của tinh quang đều vui vẻ, có thể bị người một nhà lấy được cũng không sao, dù sao còn tốt hơn rơi vào tay kẻ khác. Lúc này rất nhiều người ảm đạm, cũng có rất nhiều người khó coi. Những sắc mặt không tốt đều là tiểu thịt tươi. Vốn bọn họ còn ôm hy vọng lớn đến cạnh tranh vai diễn lưu ngang tin này, bởi vì ai diễn nhân vật này đồng nghĩa với người đó sẽ hót, hơn nữa còn là siêu hót, mang tới lợi ích khó có thể đếm hết. Hiện tại lại bị một tiểu tử không có tiếng tâm gì lấy được chẳng phải sẽ khiến bọn họ tổn thất nặng nề sao đừng nói bừa chỉ cần chưa tuyên bố thì không thể kết luận hắn ta ở bên trong lâu như vậy nói không chừng là vì chuyện khác ta cảm thấy có lẽ bọn họ đang ôn chuyện ở bên trong đúng lúc này sắc mặt vương xuân sinh vô cùng mất tự nhiên đi ra nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt hắn ta có chút xanh cảm giác kia giống như môi vừa hôn cái mông heo vậy còn có tiền bàn tử cũng lao ra ngoài, nhanh chóng đẩy đám người ra sông về phòng vệ sinh. Xuân Sinh, ngươi thế nào? Lấy được rồi sao? Đám người tò mò vây xem. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.